Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để tạo cái hiệu ứng gọi là phân chia khung hình ở trong DaVinci Thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình bốn cái video như thế này Sau đó các bạn tìm vào mục Effect Các bạn tìm đến mục Filter Các bạn kéo xuống phía dưới Các bạn tìm cho mình cái hiệu ứng được gọi là Video Collect ở đây Xong các bạn kéo và thả nó vào một cái video đầu tiên sau khi kéo thả xong các bạn mở mục Inspector ở đây ra. Đây, các bạn mở Inspector. Các bạn sẽ click vào video chúng ta đã thải ứng. Sau đó, chúng ta sẽ sang cái tab được gọi là tab Effect. Ở cái tab này, các bạn sẽ thấy là chúng ta đang có bốn cái khung hình được phân chia. Ngoài ra, các bạn có thể phân chia nhiều khung hình hơn bằng cách click vào mục Column ở đây. Đấy, để các bạn tăng cái số hay mục Row để các bạn tăng cái số video mà các bạn muốn phân chia ra. Thì ở đây thì mình sẽ chỉ phân chia làm à, hai thôi Đấy để làm bốn cái video như này Ngoài ra các bạn muốn tinh chỉnh các cái thông số kích thước của những cái video này Thì các bạn có thể sử dụng cái LED Enride Magin ở đây Để các bạn phóng to nó ra như này chẳng hạn Đây đấy, các bạn phóng to nó ra Hoặc top trên bottom để phóng to như này Sau đấy các bạn có thể tinh chỉnh cái vị trí của nó Đấy nếu các bạn muốn còn không mặc định chúng ta để nguyên và các bạn có thể tinh chỉnh cái mức độ gần nhau lại của nó ở theo chiều dọc cũng như theo chiều ngang như thế này. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái khung hình rất là to. Sau đấy, sau đấy các bạn sẽ lên mục Upflow ở trên, các bạn chuyển sang mục Create cái Thai. Sau đấy các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có cái khung hình này của chúng ta là cái Thai 1. Sau đó các bạn ấn Ctrl C và các bạn sang cái video bên cạnh, các bạn nhất nó lên phía trên. Xong các bạn ấn Alt V để nó hiển thị cái giao diện Page chiput này. Xong các bạn ấn Apply. Sau đó chúng ta sang mục Effect, chúng ta vào cái mục Thai. Các bạn chỉnh cho nó thành thai 2 như thế này thì cái video của chúng ta nó sẽ lên cái khu vực được gọi là thai 2. Xong các bạn làm tương tự, các bạn lại kéo video này lên, các bạn ấn ARTV. Các bạn ấn apply. Xong các bạn lại vào effect, các bạn chọn thai, các bạn chọn đây là thai ba chẳng hạn. Đấy, và các bạn kéo tiếp lên đây, chúng ta cũng lại paste ARTV. Đấy, apply, xong các bạn vào effect, các bạn chọn mục thai, xong các bạn chọn mục thai 4 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có bốn cái video của chúng ta được phân chia ở trên các ô như thế này. Ngoài ra nếu như các bạn muốn tùy chỉnh sâu hơn thì các bạn có thể click vào cái mục thai ở đây Đấy, đây là một global nhé, để chỉnh các thứ thì các bạn có thể click mục thai Thì ở mục thai này các bạn có thể tùy chỉnh những cái thông số khác nhau Như là các bạn có thể dịch chuyển cái vị trí của cái video mà các bạn đang làm đây Đấy, dịch chuyển nó hay là các bạn muốn zoom to lên hay phóng to nó Thì các bạn có thể tinh chỉnh ở mục resize content này Cùng với đó thì chúng ta có thể tinh chỉnh thêm những cái thông số khác Như ở đây các bạn muốn nó có cái viền Đấy thì các bạn chỉ cần kéo thôi. Đấy thì các bạn sẽ thấy là cái video của chúng ta nó sẽ có cái viền ở đây. Đấy, màu sắc các bạn thể thay đổi ở khu vực này để các bạn thể tinh chỉnh cái phần viền cho nó. Thì như vậy là vừa rồi mình đã dẫn các bạn cách đơn giản để các bạn tạo hiệu ứng phân chia video ở trong DaVinci Resolve. Nếu các bạn thấy video này hay hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, tự chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.